Hai cả nhà, hôm nay Liên lại tiếp tục cập nhật cho cả nhà về dòng xe Winner trong thời điểm là cuối tháng 8 và đầu tháng 9 như thế này nhé. Anh chị em mình mà đang muốn sở hữu xe thì tranh thủ đợt này đến cửa hàng Liên mua xe. Và đặc biệt nữa, nếu mà mình chưa có lương, hạn mình chưa có lãnh lương thì mình vẫn tới cửa hàng Liên sở hữu xe được nhé. Với mình chạy trước là khi là mình không cần chạy trước vẫn có thể ring xe được luôn. Ở đây thì Liên sẽ trưng là những cái màu sơn 3D cũng như màu zin của cả V3 và V4 luôn nha cả nhà. Ở đây thì Liên có một em màu sơn 3D màu hai em luôn nha, hai em màu là xám xi măng này cả nhà. Em này thì một em Liên lên từ phiên bản V3, một em lên từ V4. Thì mình nhìn ở phía trước các cả nhà thấy được vì màu sơn 3D nên là mình về cái màu sắc thì mình sẽ không phân biệt được cái màu sắc đâu, bởi vì nếu mà màu zin thì có phân biệt được, còn bản còn màu sơn 3D thì màu sắc là sơn lên rồi nên là như nhau cả ha. Phía trước thì mình thấy hai em V3 V4 phiên bản tiêu chuẩn này thì cũng y như nhau, không khác gì hết. Và chỉ có một cái điểm nhỏ, rất là nhỏ để mình phân biệt được V3 và V4 thôi, đó là mình nhìn cái tem bên trái của xe. Bên trái xe như thế này này. Đó, thì nói chung là cái nhà tới cửa hàng đi, Liên dẫn cái nhà đi xem kỹ hơn nhé. Bởi vì là cái tem của V3 thì nó sẽ là màu trắng, còn của V4 nó sẽ là màu đen. Nó khác nhau có như vậy thôi, nhà cái thật ra bên ngoài chả khác gì hết. Và giá cả em này tuy như vậy nhưng mà giá cả lại chênh lệch nhau nhé. Ví dụ em V3 này thì phiên bản tiêu chuẩn đấy, bao gồm cả tiền sơn luôn, thì hiện tại bên Liên đang bán có giá đó là 38.500.000. Còn đối với cái em V4 thì sẽ nhỉnh hơn một xíu á, thì bây giờ hiện tại Liên đang bán là 39.300.000. Đó, và nhỉnh hơn một chút ha. Tới cửa hàng mua xe mà có liên hệ trước với Liên thì Liên sẽ giảm cho mình là 2 triệu vào giá xe nhé. Đây là phiên bản tiêu chuẩn. Còn nếu anh chị em mình mà thích màu này này của phiên bản thắng ABS của V3 hay V4 thì bên Liên đều có hết luôn nha cả nhà. Còn trong này đây thì Liên có được em màu xanh xi măng này. Về cái phiên bản màu sơn 3D thì tất cả đều đồng giá với nhau, chỉ khác phiên bản nó khác là phiên bản ABS hay phiên bản thắng thường thôi, hoặc là phiên bản V3 hay V4 thôi nha cả nhà. Rồi màu xanh này này, màu xanh ngọc này, màu xanh chuối này, rất là đẹp luôn nha. Ba cái màu xanh này hiện tại đang rất là hot luôn nha cả nhà. Đó, và đây thì Liên có một em màu zin của phiên bản Winner V4 này, là màu đỏ. Màu đỏ thì là nó không phải là đỏ xanh như cái V3 mà là đỏ đen nha cả nhà. Có một xíu cái tem viền là màu cam đất ở đây này. Và thắng ABS của em này nó sẽ khác hơn so với V3, đó là để cái ABS á, họ sẽ làm trực tiếp lên cái đĩa luôn chứ không phải tách rời nha V3 như bên này nha cả nhà. Đó là điều khác nhau của ABS thì dễ phân biệt hơn so với bản tiêu chuẩn ha. Và giá cả thì hiện tại 39.500.000 là phiên bản thắng ABS nha cả nhà, phiên bản ABS của V4 luôn ha. Đây Liên có một em V3 phiên bản tiêu chuẩn này. Đó, và ở đây thì Liên có được em V3 phiên bản đặc biệt luôn, em này đây. Đó, đây một em màu sơn 3D màu trắng cam này cả nhà, trắng lên tem màu cam này này, rất đẹp luôn nhá. Em này thì mâm này sẽ là mâm zin luôn nha. Đó, thì em này thì mình góp thì mình có thể đưa trước tầm 2 đến 3 triệu, hoặc là mình có, nếu mà anh em mình hồ sơ tốt thì mình không cần trả trước, nên mà sẽ hỗ trợ cho mình ha. Và ngoài những cái màu xe này ra thì cửa hàng Liên còn thêm rất nhiều xe màu xe nữa ở trong Liên để ở bên kho cửa hàng ấy. Anh chị em mình quan tâm thì cứ liên hệ trực tiếp với Liên qua số Zalo là 0985794100 thì Liên sẽ gửi tất cả những màu xe cho mình tham khảo ha. Hoặc là anh chị em mình nhiều khi mình có thể bận rộn công việc thì Liên sẽ có hỗ trợ Liên hồ sơ online cho mình luôn, đậu hồ sơ mình ghé cửa hàng Vinh xe nha cả nhà. Đó, hoặc là anh chị em mình muốn Liên sơn những cái màu nào theo nhu cầu của mình thì mình cứ gửi mẫu qua Liên sơn theo nhu cầu cho mình luôn nhé. Và cảm ơn cả nhà. Bye bye.